nhạc kịch do đoàn thanh niên POS dàn dựng và biểu diễn. Và nhạc kịch Sơn Tinh Thủy Tinh xin được phép bắt đầu. Ngày xưa ngày xưa, cô Hồng Vương thứ 18 có một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp. Có rất nhiều chàng trai mong muốn có cơ hội trở thành con rể của cô Hồng. Còn ngày nay, sau rất nhiều các cuộc thi như The Voice, Việt Nam Next Top Model, liệu sự nổi tiếng ấy có hấp dẫn hơn việc trở thành con rể cô Hồng hay không? Mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện của chúng tôi. Đất nước xa xưa lắm, đất nước ông là thái bình. Muôn hoa đua tươi, con nàng mỹ nương vừa tròn 18. Xin những thiên thần đẹp như trăng hoa, giờ đàn mà trắng tim.
Thôi rồi là giết anh, giết chết anh.